Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Trong các bài như thời điểm phối giống, phân biệt dịch dì viêm, Dr. Vet đã đề cập đến trường hợp heo nái sóc nhau gây hiện tượng viêm tử cung, ảnh hưởng đến chu kỳ sinh dục của heo nái, đến số con sinh ra và gây thiệt hại rất lớn đến năng suất chăn nuôi. Bà con có thể xem lại hai bài này trên kênh Dr. Vet, link Dr. Vet đã để ở bên dưới. Hôm nay, Dr. Vet sẽ cùng bà con đi chi tiết hơn về bệnh sóc nhau với các mục chính là nguyên nhân do đâu dẫn đến bệnh sóc nhau, biểu hiện của heo nái khi mắc bệnh như thế nào, phòng ngừa và xử lý khi heo nái sóc nhau. Trước khi đi vào từng vấn đề một, bà con hãy dành một giây để bấm vào nút đăng ký kênh Dr. Vet để Dr. Vet có thể gửi đến bà con nhiều video chuyên môn hơn. Cảm ơn bà con. Và chuyên đề ngày hôm nay, Dr. Vet cùng bà con đi tìm hiểu vấn đề thứ nhất, nguyên nhân gây bệnh sóc nhau. Thứ nhất, nguyên nhân là do bản thân con heo. Do con heo nái quá già, đẻ nhiều lứa hoặc đẻ quá nhiều con trong một lứa khiến tử cung co bóp, kém, khó đẩy con ra ngoài. Heo nái bị viêm tử cung trước khi đẻ, dịch viêm làm nhau dính vào tử cung nên khi đẻ gây hiện tượng sóc nhau. Heo nái bị mắc các bệnh truyền nhiễm dẫn đến bị suy nhược cơ thể và sức khỏe yếu hoặc có thể do rối loạn nội tiết sinh dục. Thứ hai là chăm sóc nuôi dưỡng. Do khẩu phần ăn của heo nái giai đoạn mang bầu thiếu dinh dưỡng, khẩu phần ăn thiếu chất khoáng, canxi, heo nái ít vận động, cơ thể gầy yếu nên khi đẻ xong không có sức để đẩy nhau ra ngoài. Hoặc khẩu phần ăn của heo nái giai đoạn cuối quá nhiều so với tiêu chuẩn làm cho heo nái quá mập và thai quá to dẫn đến khó đẻ. Thứ ba, xử lý chuyên môn khi nái đẻ kém. Do người nuôi chưa có kinh nghiệm nên xử lý vội vàng làm cho nhau thai bị đứt sót lại trong tử cung. Quá trình đẻ can thiệp sớm là ảnh hưởng đến tử cung, khó đẩy thật nhau thai ra ngoài. Vấn đề thứ hai, biểu hiện khi nái đẻ sót nhau. Sau khi đẻ xong, vẫn còn biểu hiện dặn, vứt dứt, khó chịu, cắn con, không cho con bú, uống nước nhiều và bỏ ăn. Một phần nhau thai hoặc toàn bộ nhau thai lưu lại trong tử cung nên khi quan sát thấy có cuống nhau hoặc một phần nhau ở mép âm hộ. Ở mép âm hộ có dịch màu hồng chảy ra. Sau 1 đến 2 ngày thì bắt đầu sốt 41 đến 42 độ C, bỏ ăn, dịch viêm chảy ra nhiều, màu nâu sẫm, tanh hôi, lẫn những mảnh nhau bị phân hủy. Nếu không xử lý kịp thời heo nái sóc nhau sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe heo mẹ như sốt cao, mất sữa, viêm tử cung, mất khả năng sinh sản. Đối với heo con thì sẽ có hiện tượng là không có sữa bú, tiêu chảy, hỏng cả đàn heo con. Vấn đề 3. Vậy để phòng ngừa sóc nhau trên heo nái sau sinh cần phải làm những gì? Biện pháp là cần phải đảm bảo chuồng trại luôn đảm bảo sạch sẽ, thường xuyên phun sát trùng để hạn chế mầm bệnh bằng đề xuân super hoặc là Vincom F. Đặc biệt khi heo nái lên giống, cần chú ý giữ vệ sinh sạch sẽ vì những chất dịch của âm hộ là môi trường tốt cho vi khuẩn phát triển và xâm nhiễm vào cơ quan sinh dục của heo nái. Kiểm tra kỹ heo nái lên giống trước khi phối, trường hợp heo viêm cần điều trị triệt để bỏ qua chu kỳ lên giống này. Không nên sử dụng những con heo nái quá già, tiền sử bị viêm nhiều gây sức dặn yếu. Trong suốt thời gian mang thai, cần chú ý đến nhu cầu dinh dưỡng cho heo, tuân thủ nghiêm ngặt công thức dinh dưỡng của các công ty cám uy tín họ đưa ra. Khi nái đẻ, dùng thuốc sát trùng iodin pha ra để vệ sinh cho heo nái, đặc biệt là vú và phần thân sau. Khi heo con sinh ra, sau khi vệ sinh, buộc rốn, cho ra bú sữa mẹ càng sớm càng tốt để kích thích heo nái đẻ nhanh và điều hòa kích tố sinh dục trong cơ thể heo nái. Trường hợp heo con đẻ ra cách nhau ngoài 20 phút cần sử dụng oxytocin để hỗ trợ, chú ý dùng đúng liều theo nhà sản xuất đưa ra. Trong lúc đẻ cần thường xuyên kiểm tra số nhau so với số heo con đẻ ra. Ngoài ra, cán bộ thú y, kỹ thuật viên cần nắm vững chuyên môn xử lý heo nái đẻ. Vấn đề 4. Nếu sót nhau cần xử lý như thế nào? Trường hợp 1. Phát hiện ngay sau khi đẻ. Khi nhau đã ra, thấy số nhau ít hơn so với số heo con, cơn dặn của nái yếu thì cần phải tiêm thêm oxytocin cho heo để đẩy nhau ra ngoài, tiêm theo liều lượng hướng dẫn của nhà sản xuất. Bà con có thể sử dụng oxytocin 20 hoặc oxytocin 10 để tiêm. Chú ý, trường hợp heo nái tiêm xong vẫn không ra thì cần phải can thiệp bằng tay. Trường hợp thứ hai là phát hiện sau 1 đến 2 ngày đẻ. Cần thực hiện ngay các bước sau. Bước 1, đẩy sản dịch bẩn ra ngoài. Trong bước này thì cần làm sạch với hướng dẫn như sau. Pha 20ml iodin với 2 lít nước sạch cho vào bình. Nên dùng iodin vì nó lành tính và có tính sát khuẩn, làm vết thương nhanh lành hơn vì trong quá trình đẻ có thể xảy ra xây sát ở thành tử cung. Trường hợp không có iodin thì bà con có thể ra quán và mua gói vệ sinh phụ nữ, pha ra và làm tương tự. Dùng ống dẫn tinh đưa vào âm hộ giống như là quá trình đưa ống dẫn tinh trong quá trình phối. Bà con nhớ là quá trình này thì cần phải bôi gel vào đầu ống dẫn tinh,
bơm dung dịch vào trong tử cung của heo nái, đợi 1 đến 2 giờ sau heo nái tự đẩy nước ra ngoài. Đây là bước rất quan trọng, bước này sẽ giúp đẩy sản dịch, tạp chất còn tồn trong tử cung ra ngoài, làm sạch đường sinh dục cho heo nái. Điều này nếu không làm được thì nguy cơ viêm rất lớn vì bào thai và dịch còn sót lại sẽ gây viêm. Ngoài ra thì để cho tử cung co bóp tốt hơn, đẩy sản dịch ra ngoài tốt hơn thì sau khi bơm rửa iodine pha với nước thì bà con có thể tiêm thêm oxytocin 10 hoặc oxytocin 20 theo hướng dẫn của nhà sản xuất để đẩy tốt hơn. Bước 2, tiêm kháng sinh phòng cho heo nái. Kháng sinh cần lành tính và không ảnh hưởng đến lượng sữa như Biosilin 150 hoặc các sản phẩm mà Dr. Vet đã khuyến cáo trong bài viêm tử cung trên heo nái, bà con có thể xem lại video. Bước 3 là tăng sức, tăng lực cho heo nái. Nái sốt thì sẽ bỏ ăn, ít ăn và nguy cơ ảnh hưởng đến lượng sữa cho heo nái rất lớn. Bà con cần tăng ngay sức lực cho heo nái, tiêm Butasan 100 hoặc Catosan của Bayer, pha thêm CKC hoặc Imcolor hoặc Colvit vào nước uống cho heo nái. Có thể truyền Energy 100 là tốt nhất cho heo nái lúc này. Bước 4, bơm kháng sinh vào tử cung. Sau khi bơm rửa iodine và nước thì sau 1-2 tiếng chúng ta sẽ bơm kháng sinh để phòng và điều trị viêm trong tử cung. Vì nhau thai còn sót lại kết hợp với dịch sau sinh sẽ gây viêm nhiễm. Quý bà con có thể sử dụng Limosin 100 hoặc Benchep 400 của Interchemin Hà Lan theo liều 200ml nước muối sinh lý cộng với 20ml Limosin 100 để bơm vào tử cung. Bơm ta cũng dùng ống dẫn tinh và bơm vào và sẽ đưa kháng sinh vào sâu trong tử cung hơn. Như vậy, trong chuyên đề ngày hôm nay, Dr. Vet đã giới thiệu đến quý bà con về nguyên nhân, biểu hiện, cách phòng và điều trị bệnh sót nhau trên heo nái sau sinh. Rất mong chuyên đề này giúp cho bà con có nhiều kinh nghiệm trong chăn nuôi hơn để năng suất sinh sản của đàn heo nhà mình được tốt nhất và hạn chế những rủi ro không đáng có. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi và đồng hành cùng Dr. Vet. Chúc quý bà con chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.